À, xin chào bác, chào mừng bác đã trở lại với trang ký của ngày xưa. À, trước tiên rất cảm ơn bác luôn quan tâm tới em và ủng hộ em suốt thời gian qua. À, bác nào mà chưa kênh của em thì đăng ký kênh màu đỏ góc phải bên dưới video và nút biểu tượng quả chuông. À, để tránh mất thời gian em sẽ vào phim ngày nay. Phim ngày nay em có cái kính là Double Lamy CH, được sản xuất tại thập niên 1950-60, bọc vàng. Cái này size 145, size to, bản to, cầu to. À, trước tiên đi tổng quan bên ngoài trước và sau đó chi tiết bên trong bao gồm có cái gì? Rất là rõ ràng nhé. Double Lamy CH này. Độ mới cực cao, độ mới trên 90%, rơi vào khoảng 94-95%. Ở cầu giữa thì nó có cái chữ Cambic và một chuyện vuông logo ở hãng và số 20, Double Lamy Cambic. Rất hiếm gặp đấy. Và rất là dòng xăng 45 size to bản to này thì là hầu hết là người châu Âu họ giữ lại, họ không bán cho người châu Á hay bán về Việt Nam đâu, bởi vì là họ người họ càng to cao khuôn mặt to thì nên là họ sẽ giữ lại. Càng phải là có cái chuyện vuông và càng trái cũng thế, rất là rõ ràng. Bác nào mà xem video cảm thấy mờ, rõ ràng yêu cầu em gửi ảnh trực tiếp qua Zalo, sẽ chụp từ 30 đến 40 kiểu ảnh kèm theo video ngoài trời phản ánh đúng chân từng trên thực của kênh đó sản phẩm gì, rất là rõ ràng luôn. Các bác nào Hà Nội Cần Nội có địa chỉ cho em nhé, ở ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội. Để xem kính, để xem đồ cổ đồ xưa. Các bác ở tỉnh xa hết sức yên tâm, em sẽ gửi phương tiện, bưu điện, ô tô, máy bay, tàu hỏa. À, phương tiện gì nhanh, hợp tình, hợp lý, hợp ví là phải phương tiện đó. Em có phần ngoái cổ, lóc cổ, ngoái đầu, lóc đầu ở minh chứng rằng đeo kính đỗ trên mặt không dần nghiêng xuống để rơi. Cái này size 145, size to bản to nhé, có giá là 14 triệu rưỡi. Có giá là 14 triệu rưỡi hay còn là 14.500k. Hay gọi là 14.500k. Sản phẩm bán ra luôn luôn được bao check bao test toàn cầu trên toàn lãnh thổ. Các bác yên tâm về giá cả và chất sản phẩm. Về hình thức mua bán và thời gian bán hàng đều ghi bên dưới video hết. Về thời gian bán hàng cực kỳ thoải mái, từ 7 giờ sáng đến 23 giờ, nhưng từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối. Tất cả ngày trong tuần không nghỉ nào, kể cả ngày lễ Tết, với điều kiện bác điện thoại trước. À, tránh tình trạng đến được xuất quá gửi hàng, giao lưu đồ cổ xưa, đặc biệt hơn là đi thẩm định giá đồ cổ xưa cho tất cả anh em và người thân. Các bác nhớ điện thoại trước nhé, để nguyên kết bán từ xa tại ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, lắng nghe thấu hiểu, tư vấn chuyên sâu tất cả đồ cổ xưa. Đó là giá trị cực kỳ lớn mà khi các bác đến mua bán ở nơi mua bán đồ cổ đồ xưa lâu năm có thật uy tín ở Hà Nội, Sài Gòn. Em và một số anh em chơi đồ cổ, mua bán đồ cổ là hai mấy năm, ba mấy năm được khẳng định giá trị thương hiệu. Các bác mua ở chỗ đó luôn luôn đảm bảo tính pháp nhân pháp lý, rất yên tâm về giá cả và chất sản phẩm. Còn mua ở những đối tượng xấu ngày nay họ bán qua trang mạng xã hội, trang thương mại điện tử nhá, không địa chỉ, không số điện thoại, thậm chí có địa chỉ, có số điện thoại, địa chỉ ma, địa chỉ linh tinh, địa chỉ mưa nhà nơi, số điện thoại toàn sim khuyến mại sim rác, kể cả số tam quy tứ quý. Rất nhiều ngay bị dính số là đuôi 38, đầu số là 012023. Chuyên bán kính dởm, kính giả, kính nhái. Và nhiều số khác, năm quý tư quý khác. Nó không bao giờ để địa chỉ, nó chỉ để mốt số điện thoại không thôi. Và nó mua bán hẹn ở đường, hẹn chỗ nọ chỗ kia, hẹn linh tinh. Rồi hẹn cà phê không hẹn được, anh ở đâu mang qua xem bưng mua thôi. Thế nên rất nhiều ngay bị dính. Đấy, đây là góc độ chia sẻ quan điểm, không lớp, không đời, không tương quan căng ngại. Em rất hoạt động anh em trong nước như ngoài nước. Bởi vì những đối tượng đó là sử dụng trang mạng xã hội, là có cái lượng follow rất lớn, mấy chục nghìn người, thậm chí mấy trăm nghìn người đều thuê đơn vị thứ ba quảng cáo marketing sale để like, để view, để đăng ký kênh, để theo dõi trang một cách chóng mặt, chóng mặt, rất amateur. Các bác hết sức cảnh giác cao độ. Còn kênh của em triển khai 6 năm, em chỉ có 2.000 người đăng ký, bởi vì thứ nhất là em làm cách khí soạn tự nhiên hương, một cách chân tình, chân thật, chân thành nhất đó. Vâng, rất cảm ơn các bác xem video, xin chào và gặp lại phiên sau. Dòng này em về rất nhiều, mỗi lần về mấy chục cây, mỗi cây giá khác nhau, cho nên là em sẽ đi rất là nhanh. Bác nào yêu quý kính cổ kính xưa thì ấn nút đăng ký kênh màu đỏ góc phải bên dưới video và nút biểu tượng quả chuông để mỗi khi lên kênh hệ thống tút 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 đến điện thoại. Đấy, thế là được nhận được tin nhắn luôn. Vâng, xin chào.